Anh bỏ khẩu trang ra em xem nào. Đây, các bạn xem. Thanh niên lúc đi trai tráng, lúc về bủng beo này. Để trình cái xét nghiệm mà âm tính, xong rồi xét nghiệm thêm nhanh cũng âm tính. Thế tóm lại là không dương tính, không bẩn tính, chỉ âm tính thôi gì. Thế cái xét nghiệm của cái đứa anh Vịn đâu? Hả? Xét nghiệm hả? Làm gì đây là anh là âm tính rồi, cái đứa anh Vịn có âm tính không? Vịn nào? Vịn cái gì? Giờ các bạn xem giải quyết tình trạng đi vào Sài Gòn Hoa Lệ xong rồi gọi điện thì không được, không nghe máy, xong sao kêu say, các bạn bảo giải quyết nào đây? Yêu yêu cái gì? Yêu khác. Đấy, sao đấy bịt mồm mình một móng quà này để xem là sao gì à? Giờ cái gì tôi cũng phải ghi lại để làm bằng chứng để cho mọi người làm chứng được. Cái gì đây? Bạn thật. Eo ơi, xinh thế. Thôi được rồi, biết thế, tạm tha thứ. Lượt đi. Mọi người xem cái cốc này màu xinh không? Mình mệnh hỏa nên là mình rất là thích màu xanh. Nói chung là con gái dễ dụ nha mọi người nhở. Đấy, hư như thế đấy. Xong về nịnh nọt vài câu mua quà là mình lại thôi. Xong rồi bây giờ đang phi đi mua nem chua nướng rồi. Đi ra thang máy vẫn còn thế. Yeah, may quá. Thế thế các bạn ạ.